Xin chào tất cả mọi người. Chào mừng mọi người đã quay trở lại với eSport Cực Hay. Và lại là mình, người nấp đây. Nếu như hỏi 10 game thủ là hãy kể tên những tựa game MOBA trên PC mà họ biết đến, tôi cam đoan rằng là có đến 11 câu trả lời không phải là Liên Minh Huyền Thoại thì cũng là Dota 2. Cái tên Hero of the Storm có thể nói giống như không được ai trong giới game thủ Việt Nam nhớ đến nữa. Được sản xuất từ Blizzard, cái tên mà trước kia khi chỉ nghe thôi chúng ta có thể cảm thấy sự uy tín của một gameplay dễ chơi, mới mẻ với hệ thống Talent Tree, chia sẻ kinh nghiệm. Hero of the Storm hội tụ rất nhiều yếu tố để có thể trở thành tựa game thành công. Hôm nay chúng ta sẽ cùng tìm hiểu một con game đã từng được đánh giá là kẻ thách thức của Liên Minh Huyền Thoại và Dota 2 đã chết đi như thế nào nhé. Shall be rewarded. Atlanta makes some noise in this bitch. Defenders of the Ancients, viết tắt là Dota. Từ việc ban đầu chỉ là chế độ chơi được mốt vào Warcraft 3, nó dần vươn lên mạnh mẽ và trở thành một trò chơi độc lập. Có thể nói, Dota chính là viên gạch đầu tiên xây dựng nên dòng game MOBA ngày nay. Sau khi bị vào cướp trên giàn mướp, Blizzard đã phải mất rất nhiều năm để phát triển và sản xuất một tựa game MOBA của riêng mình với cái tên chính thức là Heroes of the Storm. Khi mới ra mắt, Heroes of the Storm đã nhanh chóng tạo những điểm nhấn cực kỳ chất lượng. Game sử dụng rất nhiều những nhân vật độc quyền của Blizzard, với 18 nhân vật của Diablo, 17 nhân vật trong StarCraft, cùng với 43 cái tên khác từ Warcraft. Sau này thì còn có thêm cả 9 nhân vật trong Overwatch. Người chơi sẽ được điều khiển những hero mà mình yêu thích từ những tựa game huyền thoại của hãng, đưa họ vào chiến trường và đập nhau trong những trận đấu 5v5 mang đậm tính phối hợp đồng đội. Không chỉ gây ấn tượng với những yếu tố bên ngoài, Blizzard đã mang lại những thay đổi đáng kể ở bên trong Heroes of the Storm. Từ 4 map ở phiên bản beta, hiện nay game đã sở hữu tới 16 bản đồ, và mỗi bản đồ ngoài việc đập phá nhà của đối phương ra thì người chơi còn có những nhiệm vụ phụ khác hòng giành lấy lợi thế trong trận chiến tại bản đồ Summoner Rift của LoL. Những mục tiêu lớn như rồng, quái Baron, sứ giả Khenix đều không quá mạnh. Team bạn chỉ cần 2 hoặc thậm chí là 1 người, nếu anh ta đang có một lượng trang bị tốt là hoàn toàn có thể hạ gục được chúng. Điều này có thể giúp các thành viên còn lại tập trung vào các công việc khác như là đẩy lên, farm lính, vân vân. Quay trở lại với Heroes of the Storm, tại map Haunted Mines, hai đội phải đi xuống một khu hầm mỏ và thu thập đầu lâu, Skull, để triệu hồi ra một con golem khổng lồ. Đội nào thu thập càng nhiều đầu lâu thì độ hủy diệt của golem bên đó sẽ càng khủng. Tuy cả hai đội ở dưới khu mỏ thì trận chiến ở trên mặt đất vẫn phải diễn ra, do đó họ sẽ phải đưa ra những quyết định chiến thuật để hướng trận đấu theo ý của mình, như bao nhiêu người sẽ tham chiến dưới khu mỏ, bao nhiêu người sẽ tranh thủ gây áp lực ở trên khi phe địch đang mải mê thu thập đầu lâu. Điều này, ngoài mặt chiến thuật, thì còn đòi hỏi khả năng phối hợp, teamwork giữa các thành viên phải thật tốt, chỉ cần một sai lầm cá nhân cũng có thể làm xoay chuyển cục diện trận đấu. Nhìn chung, các bản đồ của Heroes of the Storm đề cao tính đồng đội, nếu bạn phối hợp tốt với team để giành các cứ điểm, vật phẩm, vân vân, thì chiến thắng chắc chắn nằm trong tầm tay. Nếu việc này diễn ra đúng như Blizzard dự tính thì sẽ không còn việc một cá nhân phải carry cả đội nữa. Mục đích của Blizzard là khiến lối chơi của Heroes of the Storm đơn giản một cách hết mức có thể, dễ nắm bắt với mọi người chơi, kể cả với các newbie, bằng cách tạo ra Talent Tree nhằm thay thế cho item và vàng thông thường. Ở các tựa game MOBA ngày nay, người chơi sẽ phải mua, up đồ dần nhằm tối đa hóa sức mạnh của vị tướng mà bạn đang dùng. Trong Heroes of the Storm, tại mỗi mốc level cố định như là 1, 4, 7, 10, 13, 16 và 20, bạn sẽ được chọn lựa một trong 4 hoặc 5 điểm kỹ năng talent cho hero của mình. Riêng level 10, bạn chỉ được lựa chọn một trong 2 heroic với sức mạnh tương đương với chiêu ultimate trong LoL. Cuối cùng là cơ chế chia sẻ kinh nghiệm cho toàn bộ thành viên trong team. Dù cho KDA của bạn đang bay cao với những chỉ số đẹp hay là thụt lùi ở dưới đất, thì trong Heroes of the Storm sẽ không có chuyện bạn áp đảo hay là thọt cấp với 4 người đồng đội còn lại, mà toàn bộ các thành viên đều ở chung một cấp độ. Để chiến thắng thì tinh thần đồng đội phải được đề cao hơn so với sự tỏa sáng của một cá nhân nào đó. Khi nhìn vào những sự thay đổi trong Hero of the Storm thì tôi phải dành lời khen cho Blizzard vì họ đã làm được điều mà ngay cả LoL và Dota đều chưa thể làm được, đó là dễ tiếp cận với người chơi. Hai tựa game nói trên phải nói là rất khó với người chơi mới, đặc biệt là với những ai chưa hề trải nghiệm một tựa game MOBA nào. Nhìn vào LoL mà xem, có quá nhiều thứ các bạn phải học hỏi và tìm hiểu, từ ghi nhớ những món trang bị, công dụng, cách lên đồ, tăng điểm bổ trợ phù hợp với tướng bạn phải chơi, hiểu được sức mạnh của con tướng đó, kỹ năng last hit, kinh nghiệm cắm mắt, vân vân và vân vân.
bạn phải chơi thật nhiều, tìm hiểu rất kỹ thì mới nắm bắt được những điều trên, và với những người mới thì đây thực sự là một thử thách. Nhận ra vấn đề này, Blizzard đã đơn giản hóa đến mức tối đa toàn bộ yếu tố đó trong Heroes of the Storm để người chơi có thể tận hưởng game một cách thoải mái nhất, dễ dàng nắm bắt nhất, thay vì mất thời gian cho việc ngồi ghi nhớ một mớ lý thuyết không khác gì môn sinh học lớp 8. Với việc tối giản gameplay và cả những sự thay đổi sáng tạo, Heroes of the Storm hoàn toàn có thể bật lên và trở thành một cái tên hot. Nhưng tại sao nó lại thất bại, trở thành một dead game và bị chối bỏ bởi chính cha đẻ của nó, Blizzard, sau 3 năm phát triển nhỉ? Heroes of the Storm ra mắt vào năm 2015, thời điểm mà LOL đã ra mắt đến năm thứ 6, còn Dota 2 thì cũng là 4 năm, chưa nói đến người đi đầu là Dota 12 năm. Liên minh huyền thoại vừa đạt cột mốc 100 triệu người một tháng vào năm 2021, nhưng họ đã từng lên đến con số 70 triệu người một tháng vào năm 2015. Với Dota 2, dù lượng người chơi hiện tại đang giảm dần, nhưng họ cũng có đến 500.000 người chơi một tháng trong năm 2015. Khi hai thương hiệu trên đã xây dựng được một cộng đồng lớn mạnh với số lượng người chơi rất lớn, thì Heroes of the Storm lúc bấy giờ mới chỉ chân ướt chân ráo gia nhập vào loạt game MOBA. Tại Việt Nam thì việc quảng bá, xây dựng cộng đồng cũng không có, dẫn đến việc tùy các hàng cyber, net cỏ dù vẫn cài đặt game trong hệ thống nhưng lại không mấy ai chơi. Do đó Newbie cũng không thể học hỏi, mà những người chơi giỏi thì lại không có đất dụng võ. Cách duy nhất mà người Việt Nam chúng ta muốn tìm hiểu chỉ có thể lên mạng và tham khảo những video hướng dẫn từ các YouTuber nước ngoài. Bạn sẽ không thể tìm thấy một group Heroes of the Storm nào ở Việt Nam vì có ai chơi nữa đâu. Tuy vậy, trong thế giới game có rất nhiều những cái tên tuy sinh sau đẻ muộn nhưng vẫn đạt được thành công, có thể kể đến như Valorant với CSGO, thậm chí là chính Liên minh huyền thoại với Dota 2. Heroes of the Storm không thể làm được như vậy thì Blizzard chỉ có thể tự trách mình mà thôi. Đây là một con dao hai lưỡi của Blizzard. Việc sử dụng những vị tướng từ các tựa game cũ của hãng đúng là sẽ thu hút những fan cứng của họ, nhưng điều này lại vô tình làm giảm đi sự sáng tạo cũng như là tần suất ra mắt các vị tướng mới, điều mà LOL làm cực kỳ tốt khi có thể liên kết các cốt truyện của những tướng cũ với nhân vật sắp ra mắt. Viego là một ví dụ chẳng hạn. Câu chuyện của hắn dù tệ nhưng khi mới xuất hiện đã liên kết rất nhiều nhân vật tại vương quốc bóng đêm như là Hecarim, Kalista, Thresh, cả với những kẻ địch là Lucian và Senna. Riot đã tạo ra một địa danh cụ thể nhằm dễ dàng trong việc mang một nhân vật có liên quan đến những con tướng cũ. Còn trong Heroes of the Storm, mỗi vị tướng lại đến từ một tựa game khác, một thế giới khác. Với sự thiếu liên kết như vậy, Blizzard đã vô tình tạo ra một nút tự hủy, bởi việc ra mắt một tướng không phải là chuyện tự nhiên mà có, mà hắn ta cần phải có nguồn gốc, liên kết nhằm gây sự tò mò và tạo hứng thú với người chơi trước khi nó ra mắt. Cuối cùng, do bị ảnh hưởng quá nhiều bởi nguyên mẫu từ những hero trong cốt truyện trước đó của Blizzard, một số hero mới ra mắt của Heroes of the Storm cũng bị người chơi chỉ trích về tạo hình đơn điệu, rập khuôn và thiếu sự sáng tạo. Bỏ qua yếu tố cốt truyện, liệu với gameplay đổi mới này có thể vớt vát được gì cho Heroes of the Storm không? Tôi đánh giá là không, vì 4 yếu tố sau. Heroes of the Storm đang xem thường yếu tố cá nhân. Hướng đi của Heroes of the Storm là không làm cho tướng quá mạnh, quá bá để cho những người chơi bắt buộc phải giao thông phối kết hợp nhau mới có thể giành chiến thắng. Với một dòng game đặt nặng tính đồng đội và chiến thuật như MOBA thì đúng là ý tưởng này không tồi, nhưng việc thiếu đi yếu tố cá nhân lại vô tình tạo ra một cảm giác hụt hẫng với người chơi. Bởi vì để làm được điều này, Heroes of the Storm phải nerf rất nhiều, không cho phép tướng nào có thể dễ dàng solo kill với người khác cả. Kết quả là tất cả các tướng đều tạo nên cảm giác nửa vời trong lối đánh, kỹ năng choáng, chậm, gây đam cũng chẳng đến đâu. Bạn không thể kiếm được vị tướng nào sở hữu những kỹ năng vừa gây sát thương lớn lại dùng liên tiếp được như bên LOL, như là máy chém Norset của Darius, bông sen tử thần của Katarina hay là tử thần đáy sâu của Pai. Việc chia đều kinh nghiệm cho các thành viên trong team cũng mang đến hai mặt. Nếu là một người chơi mới, tay nhỏ hơn sẽ khiến họ cảm thấy thoải mái hay đơn giản là bớt ngượng. Mặt còn lại là những người đang thi đấu tốt nhất trong team lại có chút khó chịu. Nó giống như việc bạn phải san sẻ công sức và thành quả của mình cho người khác mà không nhận lại được gì cả. Không làm mà đòi có ăn, ăn đầu nha, ăn cứt. Điều này vô tình làm mất đi khả năng gánh kèo và sự tôn vinh dành cho người đánh hay nhất trong pha combat. Đá một chút có bên LOL, giả sử như khi team bạn đang bị dẫn trước và bạn là người duy nhất trong team còn sống, với một loạt combo bão kiếm, lướt, flash, hất 5 kẻ địch lên trên không, một pha ultimate chăn chối kết liễu toàn bộ đội địch cùng dòng chữ Pentakill hiện ra.
Ui dồi ôi, cái cảm giác được 4 người đồng đội tôn vinh, dành cho bạn những lời khen, ngưỡng mộ kiểu ui ông đánh hay vơ lơ, ra xua gánh team 20 phút gg. Đó là một trải nghiệm hoàn toàn thỏa mãn với bất kỳ game thủ Liên Minh Huyền Thoại nói riêng hay dòng MOBA nói chung mà Heroes of the Storm không thể nào đem lại được. Thứ hai, đôi khi đơn giản lại không phải là một điều tốt. Tiêu diệt lính và trụ là cách nhanh nhất và đơn giản nhất để bạn thăng cấp, đồng thời tích được một số tiền nhất định cho việc lên trang bị. Tuy nhiên điều này đã bị Blizzard loại bỏ bằng hệ thống challenge, do đó vai trò của last hit và farm đã giảm sút rất nhiều. Trên bản đồ nhỏ, các mục tiêu mới là những thứ được gọi là nổi bật trong game, bởi vì việc đội bạn chiếm thành công các mục tiêu đem đến quá nhiều lợi thế, ngược lại nó sẽ trở thành bất lợi nếu như chúng về tay đội địch. Trong hầu hết các tựa game esports ngày nay, đang tồn tại hai dạng người chơi là for fun và try hard. Có những người đến với game chỉ đơn thuần là giải trí, tìm kiếm niềm vui sau những giờ học tập hay là làm việc căng thẳng như mình chẳng hạn, thì việc gameplay đơn giản hóa, dễ chơi, dễ hiểu của Heroes of the Storm rất chi là phù hợp. Nhưng với những người có suy nghĩ muốn cải thiện thứ hạng và trình độ bản thân như thằng viết kịch bản này, thì Heroes of the Storm không phải là tựa game dành cho họ. Lối chơi phụ thuộc quá nhiều vào đồng đội, lại không đòi hỏi kỹ năng chơi thật sự cao như Dota 2 hay LOL chính là những lý do khiến cho nhiều game thủ có ý định go pro cũng phải nản lòng. Thứ ba, đó là hệ thống challenge cực kỳ cứng nhắc. Challenge là một trong những điểm nhấn của Heroes of the Storm, là bằng chứng rõ ràng nhất cho sự đổi mới của Blizzard với dòng game MOBA truyền thống. Ngoài những lợi ích đã nói ở đầu video thì nó cũng có rất nhiều điểm trừ. Khi bạn chọn một challenge, bạn không thể thay thế hoặc bán lại như item mà nó sẽ đi theo bạn cho đến kết thúc ván đấu. Nếu ấn nhầm hoặc lỡ tăng sai thì người chơi buộc phải sống chung với lũ, không thể làm lại được. Hệ thống challenge tree cũng vô tình làm mất đi tính sáng tạo của game thủ với game. Chúng ta biết rằng trong dòng game MOBA, các item là một thứ cực kỳ quan trọng bởi vì nó cho người chơi sự sáng tạo để tạo ra nhiều điều mới mẻ, cũng như giúp người chơi có thể phá bỏ đi những giới hạn mà game đã đề ra. Tại sao một vị tướng sát thương vật lý lại không thể lên sức mạnh phép thuật và ngược lại? Tại sao một con gia xua lại không thể lên phép nhờ? Đang nói cái gì? Một số pro player đã tạo ra những combo lên đồ của riêng mình và áp dụng lên những trận đấu chuyên nghiệp của họ. Alex X, người được mệnh danh là bộ não châu Âu, cựu tuyển thủ của Gambit Gaming, hoặc Moscow Fire, cha đẻ của Meta Master Yi, đi đường giữa lên full trang bị phép, trong khi đây là một vị tướng thuần sát thương vật lý. Với cách lên đồ full phép, kiếm sư Wu Yu sẽ trở thành cơn ác mộng cho team địch. Chỉ với chiêu quy, tuyệt kỹ Alpha, hắn ta sẽ khiến mục tiêu phải tuột huyết áp và sách đít chạy, hay một chiêu W thiên phát đầy cây máu khiến kẻ địch phải bất lực. Lối lên đồ từng là nỗi kinh hoàng đến mức Riot đã phải sửa lại toàn bộ kỹ năng của Yi vì nó lỗi quá. Còn ở Heroes of the Storm, mỗi tướng đều có những chỉ số gốc, skill gốc và cách đánh gốc. Cứ bám theo cái căn cơ đó để chọn ra những challenge phù hợp với những nguyên mẫu. Thế là xong. Gameplay của Heroes of the Storm quả thật rất eo hẹp vì nó không thể nào có những cách build độc dị mà thú vị như các game khác được. Cuối cùng, vai trò của tướng thật sự có vấn đề. Do không có những item hồi máu như dây chuyền chữ thập, bình máu, bình thuốc như LOL, cách duy nhất để bạn hồi máu trong Heroes of the Storm là trong team bạn phải có một support có chiêu thức bắp máu như Morel hay Lily. Điều này sẽ tạo ra một suy nghĩ trong tiềm thức của những người chơi Heroes of the Storm là vị trí support nhất định phải là một vị healer. Bạn không cần phải có choáng, có sát thương hay gì cả vì các hero khác đều có hết rồi. Tóm lại, bạn sẽ là một bình máu di động với nhiệm vụ duy nhất là tiếp máu cho đồng đội, bởi vì thắng hay thua là do đồng đội của bạn. Hết. Chia tay những yếu tố bên trong, giờ chúng ta sẽ cùng nói về lý do đến từ phía hậu trường đã ảnh hưởng như thế nào đến Heroes of the Storm. Đó là việc Blizzard tự tay đóng cửa mảng esports của game. Sẽ có nhiều người bảo có thể là do Blizzard không biết cách làm những giải đấu như Riot hay Valve. Không phải đâu bạn ơi, cá nhân tôi còn cho rằng Bão Tuyết làm giải còn tốt hơn so với hai người đồng nghiệp kia cơ. Hãy đá qua sang bên Overwatch và nhìn vào hệ thống giải đấu này mà xem. Overwatch League nhắm đến việc dựa theo mô hình thể thao chuyên nghiệp truyền thống của Bắc Mỹ, mời các đội chơi chuyên nghiệp của từng bang hay từng thành phố để tham gia và chơi theo mùa thường xuyên. Mỗi nhóm nhận quyền sẽ có một chủ sở hữu làm hậu phương và gắn tên của đội với một thành phố lớn. Các pro player sẽ được đảm bảo mức lương tối thiểu, nhiều lợi ích, một phần tiền thắng giải và chia doanh thu dựa trên tình hình đội đó thi đấu thế nào trong mùa giải. Họ chia 12 đội thành hai khu vực Đại Tây Dương, Atlantic hoặc Thái Bình Dương, Pacific, thi đấu theo thể thức đo chỉ số thắng thua và cả những chỉ số phụ. Qua đó, chúng ta thấy được rằng Blizzard làm giải cực kỳ chuyên nghiệp, có học hỏi từ rất nhiều môn khác,
Vậy tại sao họ lại thất bại nhờ? Blizzard đã tạo ra Heroes of the Dorm, một giải đấu dành cho các sinh viên ở Mỹ với giải thưởng là $500,000. Số tiền này đủ để cho họ có thể trang trải học phí ở trường. Từ đó, có đến 476 giải đấu lớn nhỏ đã được diễn ra từ năm 2015 đến năm 2018. Nhận thấy tiềm năng và mong muốn phát triển Heroes of the Storm trở thành một hệ thống eSports, năm 2016, Heroes of the Storm Global Championship, hay còn gọi là SGC, được ra đời. Họ tổ chức theo mô hình vòng loại các khu vực và lựa chọn ra 3 đội đứng đầu để tham gia Heroes of the Storm Global Championship Final với giải thưởng lên đến 1 triệu bi đen. Tuy vậy, có một vấn đề đang xảy ra với chính những người tổ chức, đó là số lượng người xem và theo dõi các giải đấu. HGC 4 Championship 2016 được ghi nhận là giải đấu có số lượng người xem cao nhất trong lịch sử Heroes of the Storm với 5,17 triệu người xem toàn cầu, nhưng đến năm 2017, con số này đã bị giảm xuống gần một nửa, chỉ còn 2,55 triệu người theo dõi. Năm 2018, tình hình có vẻ đã khả quan hơn một chút khi có đến 3,21 triệu người theo dõi giải đấu, nhưng phần lớn con số này đến từ fan Trung Quốc, chiếm từ 40 đến 51 lượng người xem toàn cầu với 1,32 triệu vào năm 2017 và 1,90 triệu vào năm 2018. Đến năm 2018, CEO của hãng Bobby Kotick tuyên bố, mặc dù kết quả tài chính cho năm 2018 là tốt nhất trong lịch sử của chúng tôi, nhưng chúng tôi chưa nhận ra tiềm năng đầy đủ của mình. Blizzard đã thực hiện sự cải tổ nhân sự lớn nhất từ trước đến nay khi cắt giảm gần 800 nhân viên và chuyển rất nhiều thành viên của Heroes of the Storm sang các dự án khác như Call of Duty, Candy Crush, Warcraft, Hearthstone, Diablo và Overwatch. Các chuyên gia tài chính của hãng cũng cho rằng giải SGC không phải là một mảng đầu tư xứng đáng, dẫn đến việc Blizzard đã cắt toàn bộ các nguồn tiền tài trợ vào các giải đấu sau. Cuối cùng, vào ngày 13 tháng 12 năm 2018, họ tuyên bố một tin buồn, đó là sẽ chấm dứt toàn bộ hệ thống giải của Heroes of the Storm. Dù đã rất cố gắng trong việc thu hút cộng đồng bằng việc mang những nhân vật tiêu biểu, gắn nhiều những quest ẩn, phát triển cơ chế talent tree cực kỳ mới lạ, nhưng với một gameplay không được đánh giá cao, cốt truyện thì cũ kỹ, hệ thống thiếu đi sự sáng tạo và cả việc từ bỏ mảng eSports, Heroes of the Storm đang chết dần chết mòn theo thời gian. Số lượng người chơi đang ngày càng giảm, đến mức ở thời điểm hiện tại, việc bạn tìm một trận đấu rank hay thường đều rất là lâu. Đây cũng là một bài học cho các nhà sản xuất game, thay vì chạy theo xu thế, thứ họ cần phải chú trọng đầu tư là chất lượng sản phẩm của mình. Đến đây, bọn mình xin tạm dừng video này tại đây. Đừng quên like, share cũng như đăng ký kênh Game Cực Hay để không bỏ lỡ các video tiếp theo nhé. Còn bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại. We'll be right back.